Lenovo, Google và Intel thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục tại Đồng Nai. Lenovo, Google và các đối tác của Intel, Đại học Sài Gòn, AI Education, DigiWorld và Atchison vừa công bố về hợp tác triển khai dự án thí điểm Google for Education nhằm thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Đồng Nai. Đây là dự án thí điểm thứ ba mà Lenovo hợp tác với Google for Education. Sau hai dự án thí điểm thành công tại VinSchool Golden River và trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm của Cần Thơ, dự án này sẽ triển khai trao tặng 60 thiết bị Lenovo 500E Chromebook Gen 3 Intel được thiết kế đặc biệt dành cho 8 lớp thuộc khối 6 cùng 10 giáo viên phụ trách 8 môn học của trường. Dự án thí điểm này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Tư vấn Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai cùng với các sự động tác của nhiều sở, ban, ngành. Dự án tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành giáo dục của tỉnh thông qua các khai thác lợi ích vượt trội của các giải pháp giáo dục của Google trong cộng đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với các nhóm nghiên cứu sinh khi sử dụng Chromebook và các công cụ của Google. Bên cạnh đó, AI Education và Bard Academy sẽ cung cấp các chương trình đào tạo giáo viên số để có tư duy, kiến thức và kỹ năng ứng dụng các công cụ kể cả trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm dạy và học với mô hình trường học số. The Department of Education and Training of Đồng Nai provide in the collaboration with the research team of Sài Gòn University, with the Evan Rote, the experience of teacher and student when using Chromebook and Google tool in addition AI education and Bard Academy will provide digital teacher training program to help the mindset, knowledge and skill to apply digital tool, including digital artificial to enhance the teaching and the learning experience with the digital school model. Việc dạy và học trên Chromebook sẽ được hỗ trợ bằng hệ điều hành giáo dục Chrome Education Upgrade cùng với các sự công cụ Google Workspace for Education như Google Classroom và Google Meet. Tất cả chương trình đào tạo và phần mềm được sử dụng đều phê duyệt bởi giáo dục đào tạo và ban giám hiệu nhà trường.